Tháng 4 năm 1975, trước cuộc tiến công thần tốc của quân giải phóng, chính quyền Sài Gòn rối ren và khủng hoảng nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Trong cơn hoảng loạn, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã gửi thư cầu cứu tới ông chủ Nhà Trắng lúc đó là Ford xin vay nợ vì tự do, đồng thời cử một phái đoàn sang vận động Quốc hội Mỹ viện trợ khẩn cấp để cứu chính quyền Sài Gòn đang trong cơn hấp hối. Tuy nhiên, cả đề nghị vay nợ lẫn viện trợ đều bị Quốc hội Hoa Kỳ bác bỏ. Dưới áp lực từ các tướng trẻ, Nguyễn Văn Thiệu bắt buộc phải từ chức vào ngày 21 tháng 4 năm 1975. Trong bài phát biểu dài 3 tiếng đồng hồ trên sóng truyền hình, ông lên tiếng chỉ trích hành động cắt giảm viện trợ của Mỹ, không tiếc lời công kích họ. Ông mô tả Hoa Kỳ là một đồng minh vô nhân đạo với những hành động vô nhân đạo. Khi quân giải phóng tiếp quản các trụ sở chính trị của chính quyền Sài Gòn cũ, đã phát hiện một lá thư, lời nhắn của bà Mai Anh gửi lại cho chồng trong tư gia của Nguyễn Văn Thiệu. Chúng ta cùng xem lại lời nhắn nhủ này qua hồi ức của những người cựu chiến binh chứng kiến lúc đó qua video này. Những ngày đầu tháng 4, khi lực lượng cách mạng phát động hành quân và tấn công bao vây Sài Gòn từ các hướng, chiếc ghế tổng thống của Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu lung lay. Để tránh một thất bại quân sự trong tương lai gần, nhiều sĩ quan cao cấp và nhân vật chính trị của cả người Mỹ và người Pháp đã hướng tới một giải pháp thương lượng với Hà Nội, đồng thời ngỏ ý mong muốn ông Thiệu chủ động từ chức. Tấm biên mộ chính trị của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã được tạc trong một quyết định đề nghị với Nhà Trắng Thiệu phải ra đi của Đại sứ Graham Martin. Vị đại sứ đã gửi mật điện cho Ngoại trưởng Kissinger gây áp lực đối với Nguyễn Văn Thiệu. Tôi sẽ cho ông Thiệu rõ, tôi đã đi đến một kết luận vô tư là nếu ông ta không chịu xuống thì các tướng lĩnh dưới quyền ông ta sẽ bắt buộc ông ta làm điều này. Có một cách rút lui êm đẹp nhất là tự ý ông từ chức. Cánh cửa thép Xuân Lộc bị phá vỡ sau 11 ngày kịch chiến. Cầu cứu viện trợ thất bại, Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức. Ông dọn về ở tại nhà quốc khách trong khu hải quân. Trước khi từ chức, ông đã di chuyển toàn bộ tài sản của gia đình. Tuy mất mọi quyền hành, song Nguyễn Văn Thiệu vẫn là cái gai đối với nhiều người giữa lúc chính trường Sài Gòn chưa thể ổn định. Thay thế Nguyễn Văn Thiệu tiếp quản bộ máy chính quyền Sài Gòn là Phó Tổng thống Trần Văn Hương. Ông không có ý định buộc Nguyễn Văn Thiệu phải rời khỏi Dinh Độc Lập sau khi mất chức vụ, song dưới sức ép của dư luận, ông đã khuyên cựu Tổng thống Thiệu nên rời khỏi Việt Nam lúc này và tìm cách đưa Tổng thống Thiệu tháo lui ra khỏi nước ngoài một cách hợp pháp. Lúc đầu, tân Tổng thống Trần Văn Hương đã đề nghị Đại sứ Mỹ Martin sắp xếp giúp chuyến ra đi của ông Thiệu. Sau đó, ông Nguyễn Văn Kiểu, em trai ông Thiệu, tư vấn ông Thiệu nên đến Đài Loan là địa điểm an toàn nhất thời điểm này. Nhân dịp có tang lễ của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, Tổng thống Trần Văn Hương đã ký quyết định cử ông Thiệu làm đại sứ lưu động, đại diện Việt Nam Cộng Hòa đi phúng điếu Tưởng Giới Thạch. Theo quyết định, ngày 25 tháng 4, ông Thiệu lặng lẽ rời khỏi Việt Nam, bắt đầu cuộc sống tha hương. Lúc đi, không một quan chức người Việt nào tới chào tạm biệt vị Tổng thống hết thời. Theo lời kể lại của các thuộc hạ phục vụ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, thì cuộc khởi hành ly hương của chủ nhân vào tối ngày 25 tháng 4 năm 75 được diễn ra như sau. Vào 7 rưỡi tối, ngày 25 tháng 4 năm 75, Tổng thống Thiệu chỉnh chu, thay bộ đồ bốn túi rồi sang phòng khách kế bên, nghiêng đầu qua cửa sổ, nhìn xuống sân theo dõi tình hình, thấy chiếc Mercedes màu xanh, đậm, đậu cạnh thềm tam cấp cùng người lái xe là đại tá Nhan Văn Thiệt đã sẵn sàng ở đó. Ông ta khẩn trương lấy trong tủ khẩu Browning đã lắp đạn, khóa chốt an toàn rồi cho vào túi áo đi thang máy xuống tầng trệt. Khi cánh cửa mở ra, đại tá Trần Thanh Điền đã túc trực tại đó, song đúng là kẻ có tật giật mình. Khi Thiệu vừa bước xuống bậc tam cấp, thình lình gặp phải hai binh sĩ là Xanh và Khình đã khiến ông ta chột dạ, dù thực chất họ chỉ đến để đổi gác. Bước đầu thuận lợi, Nguyễn Văn Thiệu nhanh chóng cùng bước vào xe, đại tá Điền theo sau rồi sang phía bên phải Tổng thống ở hàng ghế sau. Với vị trí ngồi vào chỗ chính thức của Tổng thống như vậy đã khẳng định rằng ông Điền đã chịu làm lê lai cứu chúa. Vừa ngồi vào xe, Thiệu đã hỏi thuộc hạ có bao nhiêu cây súng. Đại tá Điền thành thật thưa rằng có 2 cây, một cây dài, một cây ngắn. Có thể thấy Nguyễn Văn Thiệu với thời gian hoạt động trên đấu trường chính trị lúc này đã lường trước được bản thân sẽ gặp nguy hiểm trên đường tới Bộ Tổng Tham mưu. Và sự việc trên thực tế đã diễn ra đúng như dự cảm của Nguyễn Văn Thiệu, ông ta bị sát hại trên đường tới Tổng Tham mưu. Đám thuộc hạ của Nguyễn Văn Thiệu còn khẳng định, việc ông Điền ngồi vào chỗ chính thức của Tổng thống trùng hợp với câu chuyện mà ông Thiệu kể khi đi xe tới dự nghi lễ bên Quốc hội hay nơi khác. Ông thường ngồi ngay bên cạnh tài xế lái xe, chứ không ngồi chỗ dành cho Tổng thống ở băng sau. Một viên thiếu tá tên là Phận còn kể lại rằng, khi đoàn xe tới sân bay Tân Sơn Nhất thì cả phi trường tối om như bị cắt điện toàn hệ thống.
đoàn xe chở Nguyễn Văn Thiệu chạy vòng qua khu dành riêng cho hãng hàng không Air America của cơ quan tình báo Mỹ. Đến gần đường băng thì toàn bộ đèn xe tắt ngóm, di chuyển trong bóng đêm. Bất chợt một chiếc máy bay giống như loại DC-6 Lulu hiện ra phía chân trời thông qua ánh đèn cháy sáng trong buồng máy. Khi sắp đến chỗ máy bay có bóng người từ đâu xuất hiện khiến đoàn xe bất thần thắng gấp. Lập tức xe Tổng thống Thiệu bị ba chiếc Chevrolet to lớn bao vây. Từ xa hiện ra nhiều người Mỹ thân thể vạm vỡ, mặc thường phục, súng M16 dựng đứng bên hông, tất cả trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ông đại sứ Graham Martin bước ra từ chân cầu thang máy như một vị thần hộ mệnh cứu lấy Thiệu lúc này. Lần tiếp đón tại phi trường Tân Sơn Nhất này chính là lời lý giải cho câu chuyện. Đại sứ Martin trong một buổi phỏng vấn cứ úp úp mở mở khi nói ông Thiệu đã ra đi trong điều kiện hết sức khó khăn và chúng tôi đã để ý, cố gắng sắp xếp mọi chi tiết. Thực chất mọi việc diễn ra ngày hôm ấy đã có sự an bài, gồm cả chi tiết cắt điện để phi trường tối om và việc đoàn xe phải di chuyển trong bóng đêm. Máy bay khi đáp xuống đã được chuẩn bị sẵn một toán lính Mỹ canh gác để đề phòng những biến động có thể xảy ra vào phút chót. Sau khi chọc thủng tuyến phòng ngự vòng ngoài, đập tan sự kháng cự của các sư đoàn địch tiếp cận Sài Gòn, quân ta thực hiện tổng tiến công. Các binh đoàn bộ đội hợp thành tiến công trong hành tiến, tiêu diệt các cánh quân địch ngăn chặn và phản kích, nhanh chóng chiếm đóng các mục tiêu trọng yếu của địch ở nội thành theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, bao gồm sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô, căn cứ Hải quân, cảng Bạch Đằng, đài phát thanh, Tổng nha Cảnh sát Trung ương. Địch bị rối loạn về chiến lược, các cánh quân ngụy nhanh chóng bị đơn vị chủ lực của ta tiêu diệt, các tướng chỉ huy thì tháo chạy ra nước ngoài. 11:30 ngày 30 tháng 4 khi Dinh Độc Lập thất thủ, Tổng thống Ngụy Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cơ giải phóng đã tung bay trước tòa nhà chính Dinh Độc Lập. Sự việc diễn ra vào ngày 30 tháng 4 lịch sử tại nhà riêng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã được tái hiện lại chi tiết qua lời kể của nhân chứng là Đại tá Vũ Trung Thướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính trị viên đại đội 5 bộ binh, tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, sư đoàn 320. Theo lời đại tá, khi đơn vị của ông tiến vào giải phóng Sài Gòn vào sáng 30 tháng 4, đã nhanh chóng tiếp cận được tư gia của Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu. Không hổ danh là kẻ đứng đầu Sài Gòn, Thiệu ở trong căn biệt thự cao 2,5 tầng, rộng khoảng vài trăm mét vuông. Cửa ngôi nhà được khóa kín, làm bộ đội ta phải phá cổng. Ở phía ngoài, trên bàn làm việc của người trợ lý của Thiệu, một mảnh giấy được để lại có ghi tên người gửi là bà Mai Anh, vợ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, gửi cho chồng với nội dung như sau. Chìa khóa nhà em để. Và trên giấy có vẽ một mũi tên. Lần theo dấu hiệu để lại, đơn vị của Đại tá Vũ Trung Thướng đã tìm thấy chìa khóa mở căn biệt thự của Tổng thống Thiệu. Đại tá Thướng còn tâm sự thêm rằng, mãi sau này ông mới biết vợ Tổng thống Thiệu đã lên đường sang Đài Loan từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 4, sau đó cùng chồng đã chờ sẵn bay sang Mỹ định cư. Những thứ mà vợ chồng ông ta để sót lại tại miền Nam Việt Nam chỉ có con chó béc dê. Trước khi sư đoàn rút về miền Trung, đại tá cũng đã bàn giao lại nó cho một đơn vị tại Phú Bài. Từ đó ông cũng không có tin tức gì về con béc dê của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nữa, do phải tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện cho bộ đội. Tới nay đã hơn 45 năm đất nước hoàn toàn thống nhất. Hiện nay đại tá Thường đã về nghỉ hưu và cùng gia đình lập nghiệp tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để được gần đơn vị. Khoảng thời gian ở Đài Loan, vị cựu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa sống rất kín tiếng. Hàng ngày ông chỉ ngồi lặng lẽ lắng nghe, theo dõi tình hình của Việt Nam Cộng Hòa mỗi ngày trên chiếc radio quen thuộc. Sau đó ông tới Anh Quốc và cuối cùng chuyển về định cư tại thành phố Boston, bang Massachusetts của Mỹ cho đến khi chết. Trước và sau năm 1975, dư luận thế giới và trong nước chấn động với thông tin Tổng thống Thiệu đã mang theo 16 tấn vàng là tài sản quốc gia khi đi lưu vong ở nước ngoài. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ khi do rỉ thông tin Nguyễn Văn Thiệu ra lệnh cho Thống đốc Ngân hàng Quốc gia là Lê Quang Uyển đã liên lạc với các hãng hàng không và bảo hiểm ở London để chuyển 16 tấn vàng ra nước ngoài nhằm mua vũ khí. Một số tờ báo Anh, Mỹ đã ngay lập tức đưa ra những bản tin nóng hổi. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chuẩn bị mang 16 tấn vàng rời khỏi Việt Nam với sự ám chỉ âm mưu chiếm đoạt tài sản quốc gia của vị cựu tổng thống. Không chỉ các tờ báo nước ngoài như BBC, AP, Los Angeles Times đưa tin mà báo chí Việt Nam Cộng Hòa cũng không thể bỏ qua sự kiện nghiêm trọng này. Các tờ báo đưa tin liên tục và dày đặc khiến nhiều người khi ấy đã nghĩ rằng 16 tấn vàng bị chuyển ra nước ngoài thật. Tuy nhiên đến năm 2006 sự việc mới thực sự được làm sáng tỏ và nỗi oan của vị cựu tổng thống mới được tháo gỡ. Kết quả điều tra
được rằng toàn bộ số vàng 1.234 thỏi và tiền mặt hơn 1.000 tỷ đồng vẫn ở lại Việt Nam và đã được bàn giao cho ban quân quản khớp với sổ sách từng chi tiết nhỏ. Ông Lữ Minh Châu, nguyên trưởng ban quân quản các ngân hàng Sài Gòn Gia Định, là người tổ chức tiếp quản toàn bộ tiền vàng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã xác nhận 16 tấn vàng, tiền dự trữ và châu báu, nữ trang vẫn còn nguyên và được chuyển vào ngân khố quốc gia. Vụ việc 16 tấn vàng được xác nhận không chuyển ra nước ngoài, song Nguyễn Văn Thiệu được kể lại là khi thực hiện quyết định ra nước ngoài làm đại sứ lưu động, ông Thiệu có khả năng mang theo vàng chứa đầy vali cùng các tài sản cá nhân của ông. Theo lời kể của Frank Snap, Nguyễn Văn Thiệu mang theo mấy chiếc vali có vẻ rất nặng và khi họ đặt vali xuống có tiếng kim loại va vào nhau. Molly Schaffer, nhân viên CAA có mặt trong chuyến bay cũng xác nhận những vali đó chứa đầy một thứ kim loại nặng. Trong hồi ký của Nguyễn Cao Kỳ thì viết, người ta nói là Thiệu đã mang theo những 5 vali chứa đầy đô la chạy ra nước ngoài cùng Tổ tướng Trần Thiện Khiêm vào cuối tháng 4. Quãng đời còn lại, ông Thiệu đã sống âm thầm lặng lẽ tại bang Massachusetts, Mỹ sau một thời gian sống ở Đài Bắc và Anh. Ông Thiệu qua đời ngày 29 tháng 9 năm 2001 sau khi đột quỵ tại nhà, hưởng thọ 78 tuổi. Vào đúng dịp lễ 100 ngày sau khi ông Thiệu qua đời, bà Mai Anh đã tâm sự với báo chí rằng: "Tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà và mang cho cốt của ông về khi đất nước bình yên." Ông già có chối rằng nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Rang, nếu không thì giải một nửa xuống biển và một nửa trên núi. Bà Nguyễn Văn Thiệu nói như vậy về ước vọng của bà như một phụ nữ Việt bình thường không quên nơi tổ tiên dòng họ.